cư dân Ngưỡng Quảng hoan nghênh chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tên Tân Ngưỡng Quảng. Các cư dân ở Ngưỡng Quảng đã vui mừng trước tin tức đưa ra ngày hôm nay, cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Miến Điện trong tháng này. Đây là hành động mạnh mẽ nhất, chứng minh sự hỗ trợ của quốc tế đối với quá trình chuyển đổi dân chủ mong manh tại quốc gia Đông Nam Á, sau nửa thế kỷ bị cai trị bởi chế độ quân phiệt. Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Obama sẽ đến Miến Điện trong chuyến công du khu vực Đông Nam Á từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11, và ông cũng sẽ ghé Thái Lan và Campuchia. Đây sẽ là chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông kể từ khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử hôm thứ Ba. Ông Obama đã không hủy bỏ chuyến ghé thăm Miến Điện, bất chấp tình trạng bạo lực sắc tộc gần đây ở miền Tây của nước này đã thu hút mối quan tâm từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích cách giải quyết của chính phủ bán dân sự đối với cuộc xung đột giữa người Phật tử và dân tộc thiểu số người Hồi giáo và một số người Miến Điện lưu vong, cho rằng chuyến đi của ông Obama là hơi sớm trước khi cải cách chính trị được củng cố. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông Jay Carney nói rằng chuyến thăm Miến Điện lần đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho ông Obama một cơ hội để gặp tổng thống Thanh Sen và nhà lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi để khuyến khích quá trình chuyển đổi dân chủ đang diễn ra. Bà Suu Kyi, người đại diện cho phong trào dân chủ Miến Điện, đã bị giam lỏng nhiều năm dưới thời cai trị của quân đội. Bà đã được bầu vào quốc hội trong tháng 4 khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ ra tranh cử, sau khi tẩy chay cuộc bầu cử năm 2010. Theo một nguồn tin cao cấp của chính phủ tại Ngưỡng Quảng, ông Obama sẽ đến Miến Điện vào ngày 19, nơi mà mọi người đã bày tỏ sự vui mừng. Một người nói vì tên của ông Obama cũng tương tự như tên của đất nước Burma nên người dân ở đây rất mến ông ta. Sự hiện diện của ông Obama ở Miến Điện sẽ làm nổi bật những gì chính quyền của ông cho là một thành tựu đầu tiên trong chính sách đối ngoại và phát triển, có thể giúp đối đầu với ảnh hưởng của Trung Cộng trong một khu vực chiến lược quan trọng. Ông Obama đang tìm cách củng cố quan hệ và củng cố ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên khắp châu Á trong những gì được gọi là một chính sách chuyển đổi sự chú tâm sang khu vực châu Á, trong khi các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan đang lắng xuống. Miến Điện đã tiến gần tới Trung Cộng trong những thập niên bị cô lập bởi lệnh trừng phạt của Tây Phương vì chính sách đàn áp nhân quyền của chính phủ quân đội. Nhưng nay, đất nước này đang tìm cách mở rộng mối quan hệ với Tây Phương. Ông Obama sẽ có mặt ở khu vực Đông Nam Á để tham dự các cuộc họp tại Campuchia trong hội nghị thượng đỉnh hàng năm của Hiệp hội 10 nước của các quốc gia Đông Nam Á, mà thường được mở rộng với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của các nước đối tác. Các nguyên thủ quốc gia của Trung Cộng, Nhật Bản, Nga và các nước khác cũng được dự kiến sẽ có mặt tại Campuchia cho các cuộc họp này.